Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em vừa mới hoàn thiện xong một số tác phẩm nhỏ nhỏ đáng sưu tầm trong dịp Tết năm nay ạ. Anh chị em nhà mình yêu thích ạ. Đây ạ, như những tác phẩm một cụ thần trà trên dòng chất liệu gỗ là lưu ngọc nghiến anh chị em ạ. Rồi là một cụ di lặc trên dòng chất liệu gỗ là sưa đỏ bắc anh chị em nhà mình nhá. Đây ạ, một cây tùng bonsai cũng gỗ sưa đỏ bắc anh chị em ở nhà mình ạ. Rồi đây, một tác phẩm gỗ lưu kháo vàng. Đấy, tỳ hưu gỗ lưu kháo vàng ạ. Đây, những tác phẩm ở lưu hương đây chị em nhà mình ơi, một cụ di lặc ấy tam phúc trên dòng chất liệu gỗ là lưu hương và một cụ đạt ma múa võ đấy ạ, trên dòng chất liệu gỗ là lưu hương anh chị em nhà mình nhá. Đây ạ, bên em có cả cụ cốc thiềm thừ gỗ lưu ngọc nghiến nhé anh chị em, rồi là bình trung phú quý trên dòng chất liệu gỗ là lưu kháo vàng ạ. Đây ạ, một tác phẩm VIP của bên em ạ, gỗ lưu ngọc am, một cụ di lặc ngồi bao tiền ạ. Đấy, sau đây thì em xin giới thiệu qua về những tác phẩm và chiều cao tác phẩm cụ di lặc trên dòng chất liệu gỗ xưa đỏ bắc đấy ạ. Cao là 69, ngang là 48 và sâu là 38 anh chị em nhà mình nhá. Đây, anh chị em có thể nhìn thấy các đường vân chất gỗ của gỗ xưa này, rất là đẹp luôn, từ diện mặt của cụ này, chú tiểu đồng có cả linh vật phong thủy như là nghê rồi là cóc thiềm thừ anh chị em nhà mình nhá. Đấy, những chú cô bé cậu bé tiểu đồng xung quanh ạ. Rồi là một tác phẩm cụ thần trà trên dòng chất liệu gỗ là lưu ngọc nghiến đây. Đấy, cụ thì đang ngồi thưởng trà anh chị em nhà mình nhá. Bên trên là những cây tùng này, những tiểu cảnh xung quanh họa tiết, có một chú bé đang thưởng trà cùng cụ đấy ạ. Đấy, bên em đục rất là chi tiết, tác phẩm này cao là 42, ngang là 52 và sâu là 22 ạ. Đấy, đục rất là đẹp luôn. Rồi đến đây, đấy, một tác phẩm bình tùng trên dòng chất liệu gỗ xưa đỏ bắc ạ. Tác phẩm này bên em cao 44, ngang 47 và sâu là 25. Khi anh chị em nhà mình sở hữu tác phẩm này thì bên em sẽ tặng anh chị em nhà mình một cái kỷ bọc lỉ đỏ chắc này ạ. Đấy, đục rất chi tiết luôn anh chị em, nhìn các tán này xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau rất là dày tán, và xung quanh đó là những họa tiết đây, bên em điểm thêm vào những cành nan, những đôi bướm uyên ương anh chị em nhà mình nhé. Và đây ấy, một tác phẩm tỳ hưu chiêu giữ tiền vàng của cải trấn trạch trừ tà cho gia chủ, cao là 35, ngang là 40 và sâu là 27 ạ. Đấy, rất là đẹp. Anh chị em nhà mình mà yêu thích tác phẩm nào thì hãy liên hệ cho Belo của bên em nha anh chị em nhà mình nhé. Rồi đây ạ, một tác phẩm trung phú quý trên dòng chất liệu gỗ là lưu kháo vàng, rất là to khủng anh chị em ạ. Cao là 32, đường kính là 50 ạ. Đấy, không lúm là 27. Thì anh chị em nhà mình mua tác phẩm này thì anh em sẽ gắn thêm một cây lúm cho anh chị em nhà mình, rất là đẹp ạ. Rồi đây, một tác phẩm cụ thiềm thừ chiêu hút tài lộc cho gia chủ đấy ạ. Tác phẩm này bên em cao là 21, ngang là 43 và sâu là 34, được chế tác trên dòng chất liệu gỗ là lưu ngọc nghiến, hàng liền khối, chỉ rời mỗi đồng tiền này ra thôi ạ, là gắn vào đấy. Đây ạ, xin giới thiệu để lưu tự nhiên luôn anh chị em nhà mình nhá, lưu tự nhiên luôn ạ, rất là đẹp. Rồi đây, một tác phẩm cụ đấy, rất là đẹp này, bên em đế tiền được xếp chằng chằng lớp lớp lên nhau rất là kỹ anh chị em nhà mình nhé. Rồi đây, một tác phẩm một cụ di lặc trên dòng chất liệu gỗ lưu hương, hàng liền khối của bên em ạ. Tác phẩm này cao là 46, ngang là 38 và sâu là 32 ạ. Đây anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy diện mặt của cụ này, cười rất là vui tươi luôn. Rồi là ba chú tiểu đồng anh chị em nhà mình nhé. Đây, rồi đến một đây, mặt sau của đây ạ, mặt sau của tác phẩm bên em đây, hàng rất là to khủng và liền như anh chị em nhà mình ạ. Đây, anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy này, đấy, đục rất là kênh bong và chi tiết. Cụ thì đang cầm một cây lấm linh chi thể hiện cho sức khỏe và sự trường thọ anh chị em nhà mình nhá. Những cô bé cậu bé tiểu đồng thì đang vui đùa xung quanh, chú bé thì cầm một hồ lô này, đấy, đựng rượu, rồi là cậu bé thì đang cầm một cái bát vàng ấy. Đấy, rất là vui vẻ anh chị em nhà mình nhá. Đây, cô bé thì cầm những sâu tiền này. Đấy, rất là đẹp, đục rất là chi tiết anh chị em nhé. Một cái bao tiền, bao càn khôn đây, giữ tiền vàng của cải cho gia chủ rất là nhiều luôn anh chị em nhé. Đấy, và sau đây thì em có thêm một tác phẩm nữa, cũng trên dòng chất liệu gỗ là lưu hương đấy. Một tác phẩm cụ đạt ma múa võ. Đấy, lưu tự nhiên luôn anh chị em nhà mình nhé. Đấy, tác phẩm này bên em có chiều cao là 55, chiều ngang là 34 và chiều sâu là 26 á. Đây anh chị em có thể nhìn thấy dáng của cụ rất là phiêu như anh chị em này. Đấy, các đường áo này, đấy, các chuỗi tràng hạt được bên em chặt tỉa rất là kỹ,
Nè, hàng liền hết anh chị em, kể cả cây gậy này cũng liền đó. Liền hết anh chị em nhà mình nhá. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy những cái lơ dây lơ này đục tỉa rất là kỹ luôn. Bộ mặt gương mặt của cụ này. Đấy, râu thì đục tỉa rất là xồm xoàm này anh chị em này. Đấy, bộ quần áo này chặt tỉa rất là mềm mại. Đấy, đế thì đế tự nhiên anh chị em nhà mình nhá. Một phôi lũa tự nhiên anh chị em, đây mặt sau của em đây ạ. Đây ạ, mặt sau đây anh chị em nhà mình ơi, rất là đẹp này. Đấy, lũa rất là đẹp anh chị em nhé. Đây, hoặc là anh chị em có thể tham khảo đến một tác phẩm lu ngọc am đây, rất là vip ạ. Tác phẩm này bên em có chiều cao là 28, chiều ngang là 46 và chiều sâu là 40 ạ. Đấy, được chế tác trên dòng chất liệu gỗ lu ngọc am, hàng liền khối của bên em ạ. Đây, anh chị em có thể nhìn thấy từ diện mặt này, đấy, bụng của ngài rất là to anh chị em nhớ mơ, thể hiện cho gia chủ rất là nhiều lộc lá anh chị em. Đây, bên cạnh đó là còn có một chú rơi, đấy, thể hiện cho chữ phúc ạ. Rồi là những cô bé cậu bé tiểu đồng này vui đùa xung quanh này, rồi còn có cả một tác phẩm linh vật chiêu hút tài lộc cụ cóc thiềm thừ đấy ạ. Đấy, bên em đục tỉa hai chú rơi luôn đấy, bao tiền rất là nhiều luôn anh chị em nhà mình nhá. Đấy, và một tác phẩm nữa của bên em đây, đấy, bình hoa mai trên dòng chất liệu gỗ là lu hương. Tác phẩm này cao là 87, ngang là 54 và sâu là 54, đường kính bình là 28 ạ. Đấy, đục rất là chi tiết anh chị em ạ. Đấy, các cành này rất là nhiều lọc lá luôn. Đấy, các lọc được tuôn lên. Đấy, rồi là bông hoa thì được chặt tỉa rất là đều ạ. Đấy, lu đi anh chị em ơi. Bên em còn chế tác thêm cả những đôi chim và một đôi bướm uyên ương nhá. Đấy, những cành lan nữa. Cành lan này anh chị em này, đục tỉa rất là kỹ luôn. Đấy, di sần này. Đấy, đế thì bên em làm châm di nhá. Rất là kỹ, không bỏ sót một chi tiết nào ạ. Đấy, anh chị em mà nhà mình mà yêu thích tác phẩm nào thì cứ hãy liên hệ ấy qua đường dây của bên em nhé. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.